Nay mình học được năm rồi ha. Dạ. Rồi ở trển đi học rồi em đi bằng cái gì? Dạ, tại vì em ở ký túc xá nên ở trong trường á cho nó rẻ nên là không có tốn tiền xe, em đi bộ ở trường luôn. Mà một năm vậy là mình đóng cỡ bao nhiêu tiền? Dạ, trường em thì chưa có tự chủ nên học phí cũng còn khá thấp. Em là một năm em đóng 15 triệu. Một năm 15 triệu. Dạ. Ở thành phố một năm 15 triệu là cũng được. Nay em về rồi em có nói cho mẹ biết trước không? Dạ không có, Dạ, sợ sao mẹ vậy? bất ngờ cho mẹ. Vậy hả? Thường thì bao năm là về một lần? Dạ em thì không có thường về lắm, khi nào mà có dịp nghỉ thì em mới chạy về thăm mẹ vậy đó. Sáng về sớm không? Dạ cũng sớm, tranh thủ về với mẹ. Còn lâu không tới nhà? Dạ chút xíu rồi chị, sắp tới rồi. Về chắc mẹ mừng dữ hơn. Mẹ ơi, mẹ có nhà không mẹ? Hình như mẹ không có nhà. Rồi vô nhà được không? Có chìa khóa. Mẹ em đi làm hả? Dạ chắc giờ này là mẹ em đi làm, mẹ không có nhà. Thôi giờ không có mẹ ở nhà, hai chị em mình tự xuống bếp nấu đồ ăn đi, chút mẹ về. Mẹ thấy cho mẹ bất ngờ lắm hen. Dạ. Sáng mẹ em đi chắc mẹ em nấu cơm sẵn. Dạ. Có thịt kho ha. Thôi để chị hâm thịt kho cho, em coi coi còn cái gì không, em làm thêm đi. Dạ chị Hâm à. Em bình thường hồi đó em chưa đi học á thì ai nấu cơm? dạ thì buổi sáng mẹ em đi thì em ở nhà em nấu. Lúc nãy em nói là em có người em nữa hả? Dạ có đứa em. Em của em học lớp mấy rồi? Dạ nó học lớp 6 thì nó nghỉ, còn giờ nó đi theo học việc á. Cũng vì hoàn cảnh của mình khó khăn mà em của em nghỉ học hay sao? Dạ. Hai chị em có hay tâm sự đối với nhau là trước khi mà em của em nghỉ học không? Thì thỉnh thoảng có tâm sự nhưng mà chắc không hợp, ít lắm. Kiểu đứa nào cũng giấu giấu trong lòng, muốn chia sẻ. Nhưng mà em vẫn âm thầm hy sinh nghỉ học để cho chị đi học tiếp ha. Dạ. Mà em học ở thành phố là em học ngành gì? Dạ em học tài chính ngân hàng cái gì. Học được một năm hơn rồi hả? Dạ cũng. Ra rửa rau ha. Dạ. Trinh, em đi học ở thành phố á, rồi kinh phí đâu mẹ lo nổi không? dạ thì đầu năm cũng có một quỹ gọi là quỹ Hiền Tâm hỗ trợ em á, em hoàn lại cái số tiền mà em đã đóng nên là phần đó em có lo cũng đỡ. Cụ thể quỹ đó là tài trợ cho mình sao? Dạ là theo em xét theo năng lực là có hoàn cảnh khó khăn và học được học 3 năm đều là kỳ giỏi của cấp 3. Dạ. Vậy là cũng nhờ em học giỏi ha, 3 năm cấp 3 đều là học sinh giỏi luôn nên quỹ tài trợ. Nghe em kể thì chị thấy mẹ cũng khá là vất vả đó, mới gán lo được một năm. Vậy thì những năm sau em có dự định như thế nào? Dạ thì em thấy mẹ vất vả vậy thì em năm nay thì em chưa có sắp xếp kiểu như là quen với cái môi trường đại học tiết học nên là em chưa có đi làm thêm, thì chắc năm sau em sẽ đi xin đi làm thêm các giờ rảnh của mình và cân bằng giữa việc học hơn chứ để rất. Con mới về hả? Ngoại khỏe không? Ngoại khỏe. Sáng giờ ngoại có thấy mẹ con đâu không? Mẹ con làm mà cho cô tám mấy trà cà cho nó con. Để ngoại khỏe hay con qua thăm mẹ con đó. Rồi, rồi lên cái mẹ con đi. Dạ, đi. Mẹ con mới về. Ủa con về nào? Sao về không nói cho mẹ biết? Dạ nay nhà trường cho con nghỉ nên con tranh thủ về sớm với mẹ. Nay mẹ hái cà pháo sao à? Thì hái công việc bình thường mẹ về ra ruộng vậy nè. Hái cà pháo sáng hết. Ra ruộng mà. Hái giỏi không mẹ? Thì hái ngày tính tiếng mà thì cũng bấp bênh lắm con ơi.
Thì mà mẹ hôm nay có mấy anh chị bên truyền hình á, có hỗ trợ đến hỗ trợ xem xét hoàn cảnh gia đình mình, hỗ trợ cho con viết bài học á. Thì mấy anh chị có muốn gặp mẹ nên con đi hay gì không? À vậy mẹ để con gọi mấy anh chị ra đây nói chuyện mình. Dạ chị, em chào chị. Chào mẹ. Dạ chị, em ở bên đài truyền hình á. Hồi nãy em có theo bạn Ngọc Trinh về nhà mình định tìm hiểu về hoàn cảnh của mình. Mà ở nhà trống quê không có ai hết trơn á. Chị đi làm sớm không? Chị đi làm từ hồi 7 giờ sáng tới giờ. Tới giờ luôn hả chị? 7 giờ sáng tới 11 giờ trưa mình về. Dạ. Rồi công việc hàng ngày của chị là mình hái cà ha? Mình hái cà, mình nhổ cỏ, rồi tỉa trèo bông cho thôi nè. Dạ. Nói chung mình làm đủ. Mình làm ở đâu hay là mình làm những chỗ khác nữa? Ở xung quanh ở đây rồi chỗ khác người ta mướn ai mướn gì mình làm mấy vậy. Chị hồi nãy Ngọc Trinh nói với em là Ngọc Trinh học được 1 năm rồi. Dạ. Mà đại học thì tới 4 năm. Bây giờ chị gắng gồng gánh lo được 1 năm rồi, còn 3 năm sau thì chị tính làm sao? Thì chị cũng sẽ cố gắng để lo cho nó đến nơi đến chốn chứ, đặng cho nó có sướng, nó có công việc ổn định chứ. Giờ cho thằng em nó nghỉ học rồi, cuộc đời của em không có chữ á. Em cũng khổ lắm. Nhiều khi á thấy nó về mình mừng nhưng mà rất là độc, mừng dữ lắm. Nhưng mà thấy con về mình mừng mà mình cũng phải ráng cố gắng để lo, để cho có tiền, ráng gượng vui để cho con nó vui, đặng nó đi lên trên không có lo. Để nó không có nghĩ về cái dưới này, để mình mà ở trên nó chuyên tâm nó học. Tại vì cũng ráng cố gắng cũng nói thôi giờ con học đi, em con đã nghỉ rồi thì mẹ lo cho con hết được, thì mẹ ráng cố gắng mận. Tại không cái điều kiện. Con về chơi chừng nào con đi? Dạ con về chơi với mẹ thì chắc sáng mai con lên, con đi trả. Trả tiền hôm bữa cho rồi xài còn không? Nhiều ít. Dạ cũng còn 300-400 nghìn đủ, chừng nào nếu mà con hết thì con nói mẹ. Dạ. Con ăn cơm đi. Thì trong này cũng trời mưa gió đó, tới mùa nên mẹ đi làm cũng cẩn thận đường xá chút. Thì mẹ biết mà. Thì con ra đó ra cũng ráng cố gắng để học nha. Dạ. Con đi nhớ cẩn thận nha không? Dạ. Nhớ giấy tờ đem đầy đủ chưa? Rồi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Con đi, nào nghỉ con về thăm mẹ. Rồi, con đi học con nhớ ra ráng lo học rồi cẩn thận nha, giấy tờ. Rồi, con đi lên tới chỗ quần điện về cho mẹ biết nha. Dạ, con đi đây. Rồi, bye bye con. Mẹ. Bye bye con, chúc con thành công. Dạ. Ráng cố gắng lo học hành nha. Dạ, bye bye mẹ. Bye. Kính thưa quý vị, qua đoạn video clip vừa rồi chúng ta có thể thấy được sự kiên định ở Ngọc Trinh. Em vẫn cố gắng theo đuổi con đường học vấn. Hai mẹ con vẫn rất là cố gắng tìm cách, tìm cơ hội để Ngọc Trinh được học đến nơi đến chốn, dù hoàn cảnh gia đình còn rất nhiều khó khăn. Và những người thực hiện chương trình Nâng Bước Đến Trường vô cùng hạnh phúc khi mà suất học bổng tìm đến với Ngọc Trinh rất là đúng lúc để em có thể tiếp tục trang trải chi phí học tập những năm tiếp theo. Và bây giờ thì xin mời Ngọc Trinh bước lên sân khấu để nhận những suất học bổng dành cho em. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để chào đón nhân vật chính của chương trình Nâng Bước Đến Trường ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Minh Châu, Giám đốc VNPT Vinaphone huyện Chợ Gạo, tiến lên sân khấu để trao suất học bổng đầu tiên cho em Ngọc Trinh. Kính thưa quý vị, VNPT Vinaphone Tiền Giang tài trợ số tiền học bổng 5 triệu đồng và một phần quà cho em Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Xin chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu Thượng tọa Thích Quảng Lộc, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Vĩnh Tràng. Xin kính mời Đại đức Thích Minh Bửu, phó thư ký, phó văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì tịnh xá Mỹ Đức, thành phố Mỹ Tho. Trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Quảng Nhuận, trụ trì chùa Kim Liên, thành phố Mỹ Tho.
Kính mời Đại Đức Thích Ngọc Trí, Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Kính mời ông Lê Ngọc Hóa, Chủ tịch Hội Từ thiện thành phố Mỹ Tho cùng tiến lên sân khấu để trao những suất học bổng tiếp theo cho em Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Khó khăn của năm 2 chắc chắn sẽ được giải quyết bằng những cái suất học bổng hôm nay. Con đã từng tâm sự là học giỏi mới được năm nhất được học bổng. Thì hy vọng năm 2 chương trình nâng bước, năm 3 con sẽ được học bổng tiếp. Những cái hội từ thiện người ta luôn dõi theo những em học sinh nghèo nhưng luôn biết vươn lên trong hoàn cảnh của mình. Doanh nghiệp Khoa Nguyên, thành phố Mỹ Tho, 3 triệu đồng. Nhóm bạn của chị Diễm, thành phố Mỹ Tho, 1 triệu đồng. Hoa tươi tuyết hồng, thành phố Mỹ Tho, 1 triệu đồng. Gia đình Quỳnh Công Tạo, 1 triệu đồng. Gia đình thầy giáo Bùi Thế Vinh, Mỹ Tho, 1 triệu đồng. Cơ sở điêu khắc Đạt Tiếng Tâm, 1 triệu đồng. Phòng khám chất lượng cao Phước Thịnh, 1 triệu đồng. Bác sĩ Tạ Văn Trầm, 1 triệu đồng. Công ty Kim Quốc, 1 triệu đồng. Công ty Sao Nam, 1 triệu đồng. Đến từ thị xã Gò Công, trại cây Đại Thành, 2 triệu đồng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Tiền Giang, 5 triệu đồng. Tịnh xá Mỹ Đức, 1 triệu đồng. Tịnh xá Ngọc Mỹ, Mỹ Tho, 1 triệu đồng. Chùa Thành Phước, Châu Thành, 1 triệu đồng. Chùa Linh Phước, Tân Phước, 1 triệu đồng. Chùa Thiên Phước, Mỹ Tho, 1 triệu đồng. Chùa Kim Liên, Mỹ Tho, 1 triệu đồng. Chùa An Long, 1 triệu đồng. Chùa Phước Linh, 1 triệu đồng. Chùa Trường Quang, Mỹ Tho, 1 triệu đồng. Chùa Phổ Đức, 1 triệu đồng. Công ty Canvation, thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu đồng. Chùa Mỹ Nam, 1 triệu đồng. Diệu Mỹ, Chùa Trường Sanh, 1 triệu đồng. Nhà Mai Pháp Phục Phật Giáo Thủy Ngọc Cái Bè, 1 triệu đồng. Nhóm Thiện Nguyện Hoa Thiện, thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu đồng. Hội Từ Thiện, thành phố Mỹ Tho, 1 triệu đồng. Và một phần nhu yếu phẩm. Và sau đây, Ngọc Trinh sẽ tiếp tục được nhận những phần quà trong chương trình. Xin được trân trọng kính mời bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang. Trân trọng kính mời tiến lên sân khấu bà Nguyễn Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Chợ Gạo. Và cũng xin trân trọng kính mời đại diện ban giám hiệu, đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm cũng như là về phía các em học sinh là bạn của Ngọc Trinh. Thì nếu như chúng ta có những phần quà, những tình cảm dành cho Ngọc Trinh nhân chương trình ngày hôm nay, xin quý vị cùng tiến lên sân khấu để dành tặng quà cho Ngọc Trinh ạ. Mong muốn rằng tất cả những em học sinh có hoàn cảnh tương tự như là em Ngọc Trinh lấy cái hoàn cảnh này để rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Dù có khó khăn đến đâu thì cũng phải ráng quyết tâm, kiên trì, tự tin và vượt qua khó khăn. Kính thưa quý vị, nhân buổi lễ trao học bổng nâng bước đến trường ngày hôm nay có rất nhiều những tấm lòng nhân ái gần xa, những nhóm từ thiện tuy không đến được với chương trình nhưng đã có theo dõi em Ngọc Trinh và có gửi những phần tiền dành cho Ngọc Trinh như sau. Cô Cẩm Lệ, phường 6, thành phố Mỹ Tho, số tiền 100.000 đồng. Nguyễn Thị Huệ, phường 6, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Hai chị Liên Trinh, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Nguyễn Thị Bạch Hà, phường 8, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Thầy Giáo Dân, phường 8, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Phan Thị Nguyên, phường 7, thành phố Mỹ Tho, 100.000 đồng. Và tổng số tiền của những nhóm nhân ái, những tấm lòng nhân ái gần xa gửi đến cho Ngọc Trinh thông qua chương trình là 600.000 đồng. Và bây giờ thì chương trình xin được trao cho Ngọc Trinh.
thưa quý vị, mỗi em học sinh may mắn và Ngọc Trinh sẽ nhận được từ VNPT Vinaphone một chiếc SIM 4G và chúng ta có thể sử dụng miễn phí trong vòng 6 tháng. Xin chúc mừng tất cả các em. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy 20 suất học bổng phụ và các phần quà đã được trao cho các em học sinh vượt khó học tốt của trường Trung học phổ thông Chợ Gạo và các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Chợ Gạo của chúng ta trị giá hơn 20 triệu đồng. Và suất học bổng chính dành cho em Nguyễn Thị Ngọc Trinh là 41 triệu 100 ngàn đồng. Và kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, các bạn học sinh thân mến, đến đây thì chương trình Nâng Bước Đến Trường của Đài Truyền hình Tiền Giang trao học bổng cho em Nguyễn Thị Ngọc Trinh xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.